một chiếc VinFast Lux A2.0 phiên bản Plus, đeo biển ngoại giao, thuộc sở hữu của Đại sứ quán Áo, gây chú ý cho người dân Hà Nội khi lưu thông trên đường. VinFast Lux A2.0 là chiếc xe mới được Đại sứ quán Áo tại Việt Nam mua để phục vụ công việc và đây là cơ quan ngoại giao cấp quốc gia đầu tiên mua và sử dụng chiếc ô tô do người Việt sản xuất. Đây là điều đáng tự hào với một hãng xe trẻ như VinFast, bởi các đại sứ quán vốn kỹ tính và cực kỳ chặt chẽ khi chọn phương tiện đi lại. Theo tiến sĩ Trần Tuấn Linh, một cựu chuyên viên làm việc lâu năm trong ngành ngoại giao. Do đặc thù công việc, văn phòng các đại sứ quán, lãnh sự quán nói chung khi chọn mua ô tô đều coi trọng tiêu chuẩn an toàn và khả năng vận hành của chiếc xe. Các tiêu chí này có lẽ không làm khó VinFast Lux A2.0 bởi ô tô thương hiệu Việt lấy nền tảng BMW kép, vốn nổi tiếng ổn định, đầm chắc. Chiếc sedan hạng E này được người dùng khen ngợi về tính chống ổn cao và động cơ tăng áp được tinh chỉnh từ động cơ BMW kép, mang tới độ vỏ tốt, Đặc biệt, mức độ an toàn của VinFast Lux A2.0 đã được chương trình đánh giá xe mới uy tín bậc nhất ASEAN NCAP đánh giá 5 sao, đáp ứng đủ tiêu chuẩn của các cơ quan ngoại giao. Tuy nhiên, các đại sứ quán thường lựa chọn xe nhập khẩu bởi các chính sách liên quan đến ưu đãi thuế. Theo quy định, các cơ quan đại diện ngoại giao có trụ sở tại Việt Nam được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ theo các điều ước quốc tế mà Việt Nam ký kết hoặc gia nhập, được tạm nhập khẩu, miễn thuế nhập khẩu không chịu thuế tiêu thụ đặc biệt và thuế giá trị gia tăng xe ô tô, xe gắn máy. Do đó, nếu mua xe nhập theo chủng loại được quy định cụ thể, đại sứ quán có thể sở hữu một chiếc xe sang có thương hiệu mạnh với chi phí tốt hơn nhiều khi mua xe tại Việt Nam. Đặc biệt, cũng theo vị này, các cơ quan ngoại giao luôn có nguyên tắc bất thành văn trong việc dành ưu tiên số 1 cho các dòng xe xuất xứ từ nước mình. Đó không đơn giản chỉ là phương tiện di chuyển mà còn là sản phẩm thể hiện nhiều giá trị truyền thống và hình ảnh của riêng từng quốc gia. Với phần còn lại, tức là những quốc gia không có hãng ô tô bản địa như Áo, mức độ ưu tiên bao giờ cũng là những chiếc xe ô tô xuất xứ từ nơi liên quan mật thiết tới nước họ. Đó là lý do nhiều nước ở châu Âu không có nền công nghiệp ô tô của riêng mình nhưng sẽ chọn những chiếc xe đến từ những nước cùng sử dụng đồng Euro. Thông thường, các dòng xe sang của Đức là Mercedes BMW kép sẽ được chọn bởi đáp ứng được tất cả các tiêu chí cần có. Vì thế, việc đại sứ quán áo chọn ô tô thương hiệu Việt VinFast mà không theo thông lệ truyền thống có thể nói là điều khá bất ngờ. Điều ấy chứng tỏ những chiếc xe VinFast được đặt ngang hàng với những chiếc xe hàng đầu thế giới, thậm chí có thể khiến người mua thay đổi những quan niệm cũ. Vị cựu chuyên viên ngoại giao nhận định. Một nguồn tin đáng tin cậy tiết lộ, sau khi nhận xe, đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Áo tại Việt Nam, Thomas Schiller Godbrook, đã gửi một bức thư ngắn tới VinFast để cảm ơn. Trong đó bày tỏ lý do cho quyết định của cơ quan này. Đại sứ quán Áo chọn VinFast Lac A2.0 vì chất lượng cao và thiết kế hiện đại. Vị đại sứ nêu rõ, ông cũng tỏ ra hài lòng với đội ngũ nhân viên và dịch vụ chuyên nghiệp đã giúp đại sứ quán Áo nhận xe nhanh chóng và không có bất kỳ sự cố nào theo tiến sĩ trần tuấn linh những chiếc xe ngoại giao cắm lá cờ đỏ trắng của nước áo có thể chỉ là khởi đầu của vinfast trên đường phố việt nam chúng ta sẽ nhìn thấy nhiều chiếc vinfast với những lá cờ của các quốc gia khác nhau đó là điều hoàn toàn dễ hiểu khi ô tô thương hiệu việt đã có được một cơ quan ngoại giao như đại sứ quán áo tin tưởng và tiên phong sử dụng làm xe công vụ ông nói